Làm chưa? Em à. Đâu hãy ông ra bố xem. Đâu chỉ vào cái chỗ bị nè. Má ơi, sao cái này như thế này nhỉ? Làm chưa? Em à. Để đang đi đâu đấy? Hả? Để đang đi đâu đấy? Để đi hái răng. Nhổ răng à? Mẹ biết rồi, mẹ cứ hỏi. Mẹ hỏi lại. Mẹ nhổ răng để gì nhỉ? Cái kia nó ngập quá. Thế à? Đi tránh ra. Mẹ nhổ răng làm gì? Tại vì mẹ dụng răng. Dụng răng à? Mẹ quay đúng không? Dụng răng xong rồi thì có mọc được không? Có, thay răng. Thay răng đúng không? Thay răng để gì? Thay là điểm trinh. À, cho điểm trinh nghĩa là lớn đúng không? Thế có sợ không? À, mẹ dạ. Không nhưng sợ. Em sợ lắm. Sợ cái gì nhỉ? Em dũng cảm mà. À đúng rồi, em dũng cảm mà. Có cái gì đâu mà sợ đúng không? Đúng rồi. Ra bác sĩ rồi thì sợ gì? Rồi ôi. Trời quá. Đấy là sợ. Vậy mình phải đi chơi ơi. Đi chơi à? Mưa nhỉ? Mưa. Nào ngày trời mưa là người ta không đi quay, không được đi bán cái đấy nữa. Bán à? Đúng rồi, trông chóng. Ai mẹ em, con mình đi nhổ răng nhá. Vâng. Bố mình đi làm về. Bố đi làm về trước mẹ đâu? Bố đi về trước mẹ mà. Về lúc nào? Lúc mà sáng á. Sao? Bố lại về rồi, sao mẹ bố lại đi làm? Đi làm là đi làm, đã về đâu? Mẹ về trước bố chứ. Bố về trước mẹ.